Khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng của cơ sở kinh doanh chăn mền Trường Tím, khu phố 4 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do nhà kho chứa một lượng lớn vải chăn màn nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, làm đổ sập một phần mái che. Lực lượng chữa cháy phải phá tường rào, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để dập lửa. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ hàng hóa trong nhà kho rộng 480m², 2 xe ô tô loại 7 chỗ và 16 chỗ ngồi cùng một số tài sản khác đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản thiệt hại.